Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Làm bảo vệ 43 tuổi có 3 căn nhà. Thì nói chung là từ trên trời rơi xuống thôi. Sao trên trời rơi xuống, sao tôi ở đây hoài tôi không thấy trên trời nào rơi xuống cho tôi? Cứ sẽ sống tốt đi là trời cũng sẽ cho mình. Dám đâu, tôi sống tốt thấy bà luôn mà tôi làm gì có tới 3 căn nhà trên trời rơi xuống. Trên di chúc là một tờ di chúc là 2 căn nhà rồi. 2 căn là ba mẹ cho, còn 1 căn? Còn 1 căn là xách 52 cây vàng đi mua. Xách 52 cây vàng đi mua. Cảm ơn nhãn hàng son Unica, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tường đang rất là vui, đang rất là phấn chấn tinh thần để chờ đón nghe một câu chuyện tình yêu nó có cái hồi kết tốt đẹp hay không. Và câu chuyện tình yêu nó sẽ được ghép lại từ hai mảnh ghép và một nửa mảnh ghép đang ngồi đây rồi. Tường sẽ ra ngoài đưa một nửa mảnh ghép còn lại vào quý vị nha. Rồi, mời mình ngồi vào ghế nha. Mời hai anh chị tháo mặt nạ ra. Bây giờ mời anh chị sẽ bắt đầu giới thiệu về những cái thông tin cá nhân của mình. Chào Cát Tường, chào bạn gái bên kia, chào quý khán giả. Tôi tên là Nguyễn Sơn Phong, quê quán ở Thanh Hóa, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là hiện tại là mình sống ở đâu? Hiện tại là sống ở quận Tân Phú. Dạ, mình đang làm công việc gì á anh? Dạ, đang làm bảo vệ. Đang làm bảo vệ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? 43. 43 tuổi, đang làm bảo vệ. Bảo vệ cho công ty gì? Công ty cơ điện. Bảo vệ có giỏ không mà làm bảo vệ? Không, không có giỏ, nhưng mà thử đi biết à. Thử đi biết à. Ghê vậy, gì hầm dọa tôi ghê vậy, tao hỏi có giỏ không không mà căng quá à. Để mời Phiên bạn gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, bạn trai đối diện, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Mộng Thường, em sinh năm 1980, em quê ở Đồng Nai, hiện tại em ở trọ và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc ở đâu, quận mấy? Em làm việc ở quận Gò Vấp. Mình làm công việc gì em Mộng Thường, tên em đẹp quá. Em làm kế toán. Biết bài hát có tên của mình không? Có. Em xinh em tên Mộng Thường. À, làm kế toán hả? Dạ. Công ty gì? Ty đó là giống như phân phối thực phẩm chị. Dạ, mình làm kế toán. Dạ. Làm công việc này lâu chưa? Công việc này em làm nhiều năm rồi chị. Rồi ở thành phố Hồ Chí Minh được bao lâu rồi? Hơn 10 năm rồi chị. Hơn 10 năm. Dạ. Mà vẫn trọ. Dạ. Gia đình là còn ở dưới Đồng Nai hết? Dạ. Ba mẹ dưới Đồng Nai hết. Cuộc sống ổn định chưa? Tương đối ổn định. Tương đối ổn định. Có ý định là mua nhà hay là an cư lạc nghiệp ở thành phố không, hay là tính sau này lại về quê? Em tính ở lại thành phố. Ở lại thành phố. Dạ. Thôi đợi lấy chồng rước về luôn, khỏi mất công mua nhà hay sao? Là mình có dư không em? Có dành dụm được, có gửi về gia đình không? Dạ có chị. Dạ, phụ nữ lúc nào cũng vậy ha. Dạ. Nào lo chưa lấy chồng là cũng lo hiếu đạo cho gia đình. Đó là rất là tốt. Thế còn anh, bây giờ mình đang sống với ai? Em đang sống với lại chị gái. Chị gái. Rồi mình sống với chị gái là nhà chị gái hay nhà của mình? Nhà của chị gái. Ủa tại sao mình sống nhà chị gái? Chị gái có chồng chưa? Có rồi, có chồng, có ba cháu rồi. Tại sao mình sống nhà chị gái mình không sống riêng? Chị kêu là ở mình thì lỡ mày bệnh hoạn tao ốm tao làm sao? À rồi bây giờ thí dụ lấy vợ rồi ở đâu? À, về nhà mình ở. Ủa là có nhà không ở đi qua nhà chị ở để chị lo. Đúng. Rồi nhà chị, rồi nhà mình là nằm ở đâu? Ở Phạm Văn Hai. Ồ, gần nhà Tường hồi xưa đó. Ủa rồi ở Phạm Văn Hai vậy, rồi bây giờ nhà đó ai ở? Nhà đó cho thuê. À, cho thuê được nhiêu tháng? Giấu chi mấy nữa, khai luôn đi. Thì khiêm tốn thôi thì đâu cũng... có gì đâu khiêm tốn. Khi nào mà mình nói quá sự thật á, cái đó mình ta nói mình nổ. Còn mình nói đúng sự thật là mình người thật thà. À, cũng cho hai vợ chồng thuê mà 7 năm nay rồi. Cũng cho thuê có 6 triệu thôi à. Với lại người thấy người ta cũng là dân làm công trình. Yeah. Mà nuôi hai đứa con nữa. Rồi bây giờ mình thấy ta vậy, ta khổ, ta ở đó bao nhiêu năm ta làm việc. Rồi bây giờ mình lấy vợ về rồi mình không cho ta thuê nữa hả? Lấy nhà lại hả? Thì đi nhà khác. Nhà khác nhà nào nữa? Hả? Ừ, là có mấy nhà luôn. Có mấy căn nhà? Hả? Có mấy nhà? Có 2 căn. 2 căn. Đi về quận 12 ở. Quận 12 giờ đang cho thuê. Đi về chợ Ba Điểm. Vậy là 3 căn. Nãy mới nói Phạm Văn Hai, giờ quận 12 chợ Ba Điểm là 3 căn. Không phải quận 10. Quận 10 Phạm Văn Hai với lại chợ Ba Điểm. À, quận 10 Phạm Văn Hai chợ Ba Điểm. Thì quận 12 nó giáp nha. Đúng rồi, đúng rồi. Ba Điểm cũng vậy, như giờ nhau. Giờ 2 căn kia không có cho thuê hả? Cho thuê 2 căn, còn 1 căn không có cho thuê. Tại sao vậy, sống cho thuê kiếm tiền mà để không?
mình nói ra thì rất là dài dòng à. Nhưng mà mình sống được thì người ta cũng phải sống được. Yeah. Thành thử ra là mình cũng chừa một chút gì đó cho người ta có một con đường sống. Người ta là ai? Là cho cái người mà hồi trước là nuôi bố lúc trước khi mất á, là có một người là nuôi bố bây giờ cho người ta ở nhờ. À hiểu rồi, nói chung là có hai căn là cho thuê có thu nhập, còn một căn là đang cho người ta ở nhờ. Rồi bây giờ làm gì 43 tuổi mà có tới 3 căn nhà, nói nghe. Làm bảo vệ 43 tuổi có 3 căn nhà. Thì nói chung là từ trên trời rơi xuống thôi. Sao trên trời rơi xuống, sao tôi ở đây hoài tôi không thấy trên trời nào rơi xuống cho tôi. Cứ sẽ sống tốt đi là trời cũng sẽ cho mình đó. Dám đâu, tôi sống tốt thấy bà luôn mà tôi làm gì có tới 3 căn nhà trên trời rơi xuống. Thiếu gì người ta sống tốt mà người ta vẫn chưa có nhà kìa. Thì là trên di chúc là một tờ di chúc là 2 căn nhà rồi. À đó là cha mẹ để lại, thấy chưa? Sao trên trời ba mẹ mà trên trời đâu trên trời. Rồi còn một căn. 2 căn là ba mẹ cho, còn một căn. Còn một căn là xách 52 cây vàng đi mua. Xách 52 cây vàng đi mua. Tiền ở đâu có 52 cây vàng? Vì thời đó là 2001, 2002 lâu rồi, giờ nhắc lại sao không nhớ. Nói chung là đi làm phải không? Thì miễn sao có nhà được rồi. Thôi bây giờ ba cái nhà đó là đứng tên anh phải không? Đúng rồi. Đứng tên anh, đúng một rồi. Mình anh. Đúng rồi. Rồi ok thôi được rồi, tới đó thôi, hiểu, chốt. Nghe thấy anh nói chuyện vui không? Vui. Thật thà ha. Dạ. Chân thành ha. Hỏi nữa hồi khai hết luôn á. Rồi bây giờ bản thân mình thì mình thấy em thấy mình có điểm mạnh điểm yếu gì cơ? Em là vui vẻ hòa đồng. Em có trách nhiệm cao trong công việc. Còn điểm yếu của em thì hơi nhút nhát trước đám đông. Có một cái tật là em hay xài giờ dây thun với những người thân. Kỳ vậy? Trong công việc thì có dây thun không? Dạ không. Rồi bỏ tính đó nha, từ từ lại nha, mai mốt có chồng có con mà mình dây thun là con mình bắt trước dây thun theo á. Còn tật xấu gì nữa không? Em hơi kỹ tính. Kỹ tính là sao? Ví dụ? Chị ăn, chị rửa rau, chị ăn chẳng hạn. Chị rửa 2-3 nước thôi, em rửa 5-6 nước. À vậy hả? Nhưng mà kỹ đó là sức khỏe phải không? Dạ. Nhưng mà lúc kỹ quá người ta có quở không? Xung quanh người ta có quở không? Có. Có thích người kỹ tính vậy không? Rửa vậy chắc rau không còn gì ăn đâu. Rau không còn gì ăn đâu. Thiệt. Vậy anh... Rau giờ toàn là gãy không à. Ví dụ như mình kỹ thì mình cũng vừa vừa. Sơ sót thì có thể là bỏ qua. Sẽ không có một người nào hoàn hảo hết. Thời xưa mà đi rửa rau mà rửa 3-4 lần là bị chửi rồi. Mình chỉ cần sạch chứ mình không cần kỹ. Cần sạch không? Cái quan trọng là cái mục đích của mình. Nói chung là những cái dư thừa thì là không nên có. Nó phí thời gian. Đúng, phí công sức. Đúng không? Thời gian đó ta đi kiếm tiền, kiếm vàng, mua nhà tiếp. Thế còn anh thì sao? Điểm yếu, điểm mạnh của anh là gì? Điểm yếu là chậm chạp. Điểm mạnh thích cái sự hoàn chỉnh. Mình kỹ thì mình cũng vừa vừa. Sơ sót thì có thể là bỏ qua. Không, mình thích thôi. Nhưng mà sự thật xã hội thì mình vẫn phải chấp nhận là cái xấu. Nếu như mình không yêu sự hoàn hảo thì mình sẽ không theo con đường nghệ thuật. Ủa có theo nghệ thuật nữa hả? Có, đi học từ nhỏ mà. Học gì vậy? Thời nhỏ má cho tiền đóng thôi, học thêm không đóng, đi đóng tiền học nhạc lý. Học nhạc lý là môn gì, chơi gì, học hát hay làm nhạc cụ gì? Cái món gì cũng biết. Ghê vậy đó hả? Món gì là thành thục nhất trong nghệ thuật ạ? Thì trong người có nhạc lý là cái món gì cũng biết. Đâu bậy quả anh, ví dụ như người ta biết đờn hay biết hát hay là biết cái diện thứ thôi chứ. Thì bây giờ biết nói sơ sơ nhạc cụ nào anh kể sơ ra nghe coi. Nhạc cụ thì là trống với lại là nghêu nga vài câu, nhưng mà bình thường là ông nghêu nga nghêu ngao rồi mũi nó bái trơn à. Đâu bây giờ nghêu ngao tôi cái gọi đây mũi nhiều quá nó cắn luôn nãy giờ nè. Làm một khúc coi. Thì anh muốn nói với em. Tại anh yếu đuối không ngăn được trái tim này. Và anh sẽ cố giữ lấy trái tim. Nhưng mà cũng có giọng á. Hồi xưa người ta 3 năm người ta có thanh nhạc 1 năm mà. Vậy hả? Ghê thiệt. Bây giờ nói về tình trường nè. Tình trường em gái sao? Em có một mối tình năm 25 tuổi. 25 tuổi quen được bao lâu cưng? Hơn một năm chị. Lý do chia tay? Anh đó thì thường xuyên đi công tác xa, lâu ngày đó thì bọn em giống như tách ra thôi, không có. Xa mặt cách lòng luôn. Dạ. Tại sao gần mười mấy năm nay không có mối tình nào khác? Lúc trước em làm công ty may á. Ừ. Môi trường toàn là nữ, với lại em cũng sống khép kín, em hết ít đi ra ngoài chơi, ít đi du lịch này nọ gì đó. Ừ. Em cũng không có quen ai, chỉ có đi làm xong đi về thôi. Cuộc sống buồn quá vậy.
mình có muốn thật sự mình có thấy có bây giờ mình thấy tủi thân hay là mình muốn có một người bạn trai không? Có vậy, đa số là những cái bạn nữ mà ế ế như em á, cuối ngày ví dụ tăng ca thì tối ngày tới 7 giờ đi ra khỏi công ty là đi chơi với nhau mà, cho nên không có bạn nam. Thì đi chơi mình phải địa chứ, ngoài đường mình phải bọt tới những cái chỗ nào mà có là quán cà phê cũng có đàn ông vậy, mình đi quán ăn cũng có đàn ông vậy. Mình có khi nào có cái chủ đích là muốn đi tìm chưa? Thì chưa. Trời ơi, thua chị Tường, tôi tìm quá trời mà còn không ra mà ngồi ở chỗ sao có. Phải tìm chứ, hạnh phúc là phải giành giật, ở trong nhà ở đâu mà có. Tôi nói mà mấy bà chị dưới cười quá trời luôn, thiệt sự luôn. Hồi đó bà ngoại Tường còn sống, bà ngoại Tường hay nói là cờ tới tay ai nấy phất. Bà ngoại Tường nói Tường muốn cái cờ tới tay mình á thì mình cũng phải ra ngoài đường mình đứng hay là đó đó, rồi cờ nó mới vô tay mình mới giật mình mới phất. Còn mình nằm trong nhà không lấy cái cờ nó xọt xuống mấy nhà tới vô cái giường mình nằm, cho nên muốn lấy chồng phải sốt sắng lên đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội nha, chứ nằm ở nhà hoài không có chồng được đâu. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Muốn phải không? Muốn lấy một người như thế nào? Thương em và có trách nhiệm với gia đình, tôn trọng em. Rồi. Rồi bây giờ đi làm cả tuổi thanh xuân nè, không có lấy chồng nè, không có bồ, không có tình yêu nè, có dành vốn liếng gì bằng anh bên này không? Dạ không, em để dành được ít lắm, tại đa phần em phụ cho gia đình em á, cho nên em để dành được ít thôi. Anh này được cha mẹ cho mà để của lợi mà, anh đâu có lo ai đâu, bởi anh còn nguyên à. Bên đây sao? Người đầu tiên là 10 năm nhưng mà yêu đơn phương. Trời ơi, làm gì mà yêu đơn phương, yêu tới 10 năm dữ vậy? Tại vì lúc tỏ tình người ta không chấp nhận. Lý do tại sao người ta không chấp nhận? Rủ cô ta đi ra quán nước mía tỏ tình. Ừ. Tại thời đó đâu có tiền đâu. Đúng rồi. Thời đó mà 2000 là quý lắm á. Rồi sao cổ? Sau đó cổ từ chối thì ra là cổ cũng học cao quá. Nhưng mà do mối tình đầu. Sau đó 2-3 năm bố mẹ cô ta làm ăn thất bại. Phải bán nhà đi trả nợ, không còn gặp nhau nữa. Rồi sao mà tới 10 năm là sao? 2-3 năm cô đi rồi, còn đâu nữa? Không hiểu nữa, mà không biết sao tự nhiên cái nhớ. Là nhớ cái cô đó 10 năm. Đúng. Mà gặp cô chỉ có 2-3 năm thôi là cô đi mất tiêu rồi, đúng, vẫn nhớ. Đúng. Trời, ông chung tình dữ vậy ông. Mà lúc đó là lúc đó anh có tiền chưa? Có nhà cửa gì chưa? Lúc mà gia đình ta phá sản đi á. Có chứ, nhà Sài Gòn mà. Ủa vậy sao lúc đó không cô mang nhà cổ lấy cổ luôn đi, lúc mà gia đình cổ khó khăn á? Không có được, tại vì bố của cổ làm ăn lớn mà. Kiểu mình không có đáng gì phải không? Với lại là người ta học rất là giỏi, một trong 10 hạng của Đông Nam Á, tức là 10 nước là môn địa lý là cổ xếp thứ 3. Vậy là anh đèo bồng quá, sao yêu chi xa cao vậy? Không phải mình không biết, mình chỉ thấy người ta rất là dịu dàng, người ta không có chê gì hết. Dù chỉ là đi ra một cái quán tóc ngồi ăn ốc hay là ăn bánh xèo, người ta vẫn đi. Đúng. Nhưng mà cầu hôn, nhưng mà tỏ tình người ta từ chối. Đúng. Đó, người ta lịch sử với anh thôi, coi anh giống như người bạn thôi. Với lại lúc đó nhỏ quá, lúc đó ở đây 19, cái cô đó 16. Thôi bỏ qua đi, thời trẻ trâu rồi. Rồi, rồi sau đó còn mối tình nào nữa không? Sau đó là còn một cô nói là cổ còn thiếu nợ 3 triệu, trả nợ cho cổ thì cổ sẽ lấy. Thì 3 triệu mà sao không, rồi sao, rồi sao? Giỡn hoài, 3 triệu thời đó là vàng bao nhiêu là 3 cây mấy đó. 3 triệu là 3 cây mấy hả? Ở năm nào? 2000 thì phải. 2000, 3 triệu mà rồi cuối cùng cô nói vậy rồi, quen nhau bao lâu mà cô nói vậy? Thiệt tình nói là ngại cái cô đó thuê nhà. Cổ thuê nhà của anh. Rồi cái cổ cái thế là mới nói với cổ là bây giờ gấp quá, em có thể cho anh thêm thời gian không, mới tuần sau nắm tay thằng Hàn Quốc, tuần sau nắm tay thằng Hàn Quốc. Thằng Hàn Quốc nó có liền 3 triệu, ai biểu anh có anh cho tao mượn. Châm thò quá anh Chí. Không phải là mình châm, cái vấn đề mà tình cảm khó nói lắm. Ví dụ như cái lúc đó là mình không yêu phải không? Mình chưa thương, mình còn vương vấn. Có nghĩa là không phải không có 3 triệu trong người, mà tại vì chưa thương nên chưa cho. Đúng. Thí dụ bây giờ thật sự anh yêu một người đó, muốn tiến tới với người ta mà thật sự người ta gặp khó khăn thật, mà anh yêu người ta thật thì anh có giúp người ta không? Giúp chứ. Người ta phải cho mình thấy được cái cơ hội, chứ không phải là như những cái người mà mình gặp ở gần đây. Gần đây là sao, mấy người đó làm gì? Tức là người ta kêu mình, người ta kêu mình đầu tư. Nhưng mà mình tỏ tình, mình nói người ta thương mình thì mình không cần gì hết. Nhưng mà thật sự thậm chí không hề mình nhắc tới là người ta lại lãng quên. Rồi một thời gian sau á, người ta cần người ta lại nhắc tới tiền. Hỏi chứ tình trạng vậy sao thương? Có nghĩa là người ta kiếm anh là chỉ khi nào ta cần tiền ta mới kiếm. Đó. Còn đó, bình đó, thường là đó. Mình nói chuyện tình cảm mà thấy người ta lơ mất tiêu. Đó.
Còn nếu như mà mình kiếm một người mà thật lòng thì giống như là bố mẹ thời xưa thôi, bố sẵn sàng bố bán đất đai nhà cửa để mà chữa bệnh cho mẹ. Thì ở đây bản thân phận làm con thì cũng phải vậy thôi. Nói theo phải không? Đúng, nhưng tại mà vì chưa tìm được cái người đúng. Đúng. Chưa thấy sự chân thành. Đúng. Là người ta chưa... ngắm vô của thôi. Là chưa tìm được cái người xứng đáng để mình mà mình hy sinh. Mà giờ có người xứng đáng hy sinh có bán nhà giúp người ta không? Có. Trời, ông nói nha, tôi chưa biết đâu ạ. À. Rồi tạm tin vậy đi. Bây giờ anh muốn kiếm một người vợ như thế nào? Một người vợ bình thường, cao thấp mập ốm, ngoại hình như thế nào? Cân đối. Ví dụ như 1m6 thì là dưới 60kg. À nè, kiếm đi. Đó, nhìn coi ba cô đó chọn cô nào. Ờ, biết cô đó luôn. Biết cô đó luôn. Ủa sao hình này tôi đâu thấy ông trong này đâu. Rồi chọn đi, có ổng ngồi chọn á. Cô này thì chắc chắn. Tại sao chắc chắn là cô đó? Không phải. Cái cô đeo cái giỏ nè. Cô đeo cái giỏ, sao nãy mới chỉ cô đeo mắt kiến, giờ chỉ qua cô đeo cái giỏ rồi. Tại vì là nhìn kỹ cái cô ở giữa không đúng số tuổi. À, rồi ok. Ảnh đâu, ảnh đâu? Chị nói anh cho chút gợi ý đi. Rồi, chị em gợi ý nhìn. À, cho người ta đoán mình coi, năm nay là 43 tuổi phải không? Đúng rồi. Rồi có cái gì không? Hình đó là chụp một năm, gợi ý là cái mùa lạnh. Trời ơi, ông nào cũng mặc áo gió hết trơn, gợi ý năm mùa lạnh. Thôi chọn đại đi, 43 tuổi đó chọn đi. Ba cái nhà đó, nhìn thấy có cái mặt nào mà thấy tiềm năng có ba cái nhà chỉ vô. Cái này. Rồi. Ủa mà tôi để giữ nguyên đi, tôi coi rồi mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Chào anh. Chào em. Sao nhìn lại đi. Vậy là cô ở giữa rồi. Đúng rồi. Bên đây. Em đoán sai. Sai luôn, hai người sai luôn. Một tò quá ha. Ba căn nhà mua bó bông có khác. Anh có món quà anh gửi tặng em. Cảm ơn anh. Em có món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Cảm ơn. Quà gì vậy cưng? Bắt khui luôn hả? Khui luôn chứ trời, tôi bà mối mà tôi ngồi đây tôi chứng kiến tôi coi cái gì chồng không biết đường tôi mới nói chuyện đắp vô được mấy vợ không? Đoán thử coi tại sao ta tặng mình cái đồng hồ. Tức là người ta nhắc nhở mình là đừng có sai vợ. À vậy hả? Phải không em? Cái này là người ta nhắc nhở mình. Ở đây tính đi mua cái cân thôi nhưng mà không có cái cân. Mua cân chi vậy? Nhắc nhở đừng lên ký nữa. Không, cái cân là một cái sự công bằng. À, của nữ thần cần. À, không, cuộc đời này không có gì công bằng đâu, khỏi mua cân. Tại sao tặng cái đồng hồ? Tại vì giống như em và anh là cũng đã lớn tuổi rồi. Thời gian phải nói là không có phải nhiều như những người trẻ nữa. Có ý nghĩa vậy chứ. Rồi. Chỉ vậy thôi. Cho nên là hãy nắm bắt cơ hội thời gian, không có chờ đợi ai. Thì đó là thì nhắc đó. Nhở mình là cái... là tự nhắc nhở mình là cái thời gian. Mời anh qua. 1, 2, 3. Bắt đầu. Quýnh chóng mà cái mặt ông căng thẳng như ai quýnh ổng vậy trời. Thôi được rồi, vậy là biết quýnh rồi đó. Cảm nhận tiếng trống của anh như thế nào? Em không có hiểu gì về nhạc lý. Nhưng mà nghe tiếng trống là biết đánh đúng không? Dạ. Bùm, cái đó hồi đó tường cũng đánh được luôn á. Bây giờ cho hai người có thời gian trò chuyện riêng với nhau nha. Chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Tự tin lên nha, mạnh mẽ lên nha. Anh cảm nhận về em như thế nào? Cái bề ngoài không đánh giá được ở trong lòng đâu. Cũng phải có thêm một cái khoảng thời gian để mà tìm hiểu. Ý là anh có ấn tượng tốt hay không? Không. Tại vì thường những cái đó nó không có sự thật.
mình thấy đẹp như vậy nhưng mà mình sáp vô nó lại khác, nhưng mà nhiều mình thấy không được như là mình nghĩ nhưng mà nó lại khác. Người ta cần là người ta chỉ cần cái người mà nấu cơm nấu cháo lúc mình bệnh hoạn, chia sẻ cái này cái kia, chứ nói chung là tuổi này không còn cần ví dụ như là mơ thung lũng tình yêu hay mơ bãi biển. Thiệt là em cũng có cảm tình tốt với anh, ấn tượng tốt về anh. Anh là một người thật thà, trong đời cũng chất phát. Công việc của anh đi làm vậy thì nó có bị hạn chế về thời gian không? Có chứ, đi làm hay là lập gia đình cũng vậy, là phải chấp nhận khó, chấp nhận trong một cái khuôn khổ, mà trong một cái khuôn khổ đó nó có một cái sự thoải mái, một cái sự tự do. Hay là sự tôn trọng lẫn nhau đúng không? Không quá dò xét đúng không? Em hỏi thì cái này, ví dụ giống như là trường hợp là em thỉnh thoảng em đi cà phê rồi với bạn, thì cái đó anh thấy như thế nào? Những cái đó quá bình thường. Tại vì anh, em thấy hồi xưa anh đi làm nhiều khi hả, đêm khuya về mệt quá, ghé quán cà phê đêm bạn bè ban nhạc với nhau, thấy mặt đỏ rồi chị, chứ không có nhậu. Không có nhậu nhẹt, chỉ có cà phê tỉnh táo để mà làm việc thôi, thích cà phê thôi. Còn nói chung là bạn bè vô tư, ở đây không biết ghen. Là tại vì sao? Dù tại vì suy nghĩ của mình, dù cho có ghen đi chăng nữa cũng không cấm được người ta. Cái đó là cái quyền của người ta, mình đâu có thể nào mà mình đè bẹp người ta như vậy được. Người ta cũng phải có một cái không gian riêng. Đúng vậy. Cái điểm mà gọi là anh kỵ nhất đối với cái người mà anh lập gia đình, thì cái người điểm mà anh kỵ nhất đối với cái người vợ hay là như điểm nào? Giống như là lời của ba anh dạy á, anh sẽ giao hết cho vợ. Nhưng mà cái người đàn ông không bao giờ cấm, nhưng mà làm cái gì là cũng phải nói. Ví dụ như làm gì anh? Ý là ra đường là phải nói để cho cái người kia, người ta không có lo. Ví dụ như là thấy những cái người than phiền, là những cái người đàn ông than phiền là chở vợ đi rồi vô mua đồ rồi nọ lâu. Thường là than phiền chắc. Em hỏi một câu hơi thiếu tế nhị nha. Lúc anh nhậu vô anh nói có nhiều lắm không vậy? Ủa không có nhậu. Vậy hả? Nãy tôi nghe ngoại anh nói hai lần anh không nhậu rồi mà hỏi ói nhiều không chị vậy? Vậy anh có tật gì khác không? Có chứ, tật xấu nhiều gì? Lắm chứ. Nói vài cái cho cô nghe coi. Đó, tật xấu từ nãy giờ nói nhiều rồi đó. Không chặn họng lại để cho bên kia nói. Nói nhiều quá phải chặn lại chứ, không lẽ hai người ngồi nói chuyện đây tới tối. Hẹn ăn trưa thì hết buổi trưa thôi chứ. Trời ơi. Đó vậy đó. Bây giờ muốn tìm hiểu nữa không? Bấm nút hẹn hò một chút nữa ra ngoài hiểu nhau tiếp. Đúng không? Còn chương trình đâu có 30 phút thôi à. Mà để cho bên đây người ta nói nữa chứ. Nói hết sao được. Này có đi có ai đi theo không? Bạn em chị. Bạn em bên đây ai? Chị gái. Chị ruột. Chị ruột luôn. Là cái chị mà mình đang ở chung ở ké nhà chị đó phải không? Không có, còn lớn hơn chị đó nữa. À chị này chị lớn hơn nữa. Là ở lại mấy chị em tất cả? Ba chị em. Ba chị em. Là bây giờ là chị này là chị thứ nhì. Chị lớn. À, chị lớn nhất, còn ở là ở chung nhị nhì. Còn mình là em út phải không? Rồi ok. Mời gia đình của anh trai với là bạn của chị gái vô trong này mình trò chuyện luôn ạ. Đây trời ơi chị đẹp sang quá trời luôn, chào chị. Chào MC các tường trình đẹp. Dạ. Chào ekip trường quay. Chào tất cả quý vị khán giả. Dạ chị tên gì vậy chị? Mình tên Linh. Linh là có ba chị em thôi đó. Nãy giờ nghe em trai nói chuyện ở ngoài chị thấy như thế nào? Em của chị nó không có được khéo ăn khéo nói cho mấy. Nó thì cái tính của nó thì hơi cho thật thà chất phát. Nó nghĩ sao nó nói vậy. Nhưng mà thật sự nhưng mà thấy thành thật đó thì nó rất là hiền. Dạ. Nhà chị thì chỉ có ba chị em thôi. Dạ. Ba mẹ chị đã mất hết rồi, còn ai nữa hết. Và hai chị gái là cũng chuẩn bị định cư nước ngoài, ở đây còn có mình nó. Trời ơi. Cho nên không có ai để mà lo lắng cơm nước. Giờ hiện tại nó ăn cơm bụi không à? Đang lo cho nó lắm phải không? Ừ. Nó ăn cơm bụi không à, không có cơm đường cháo chợ gì đó. Sao nó ở với chị rồi mà không ăn chung với nhà chị luôn hả? Nó không thích, nó muốn tự riêng nó, cho nên nó tự đi ăn ở ngoài. Yeah. Nên nó không có ăn chung với chị. Dạ. Yeah. Đó, thì công việc của không thì nói chung là cũng ổn định, chứ không á. Nó cũng biết làm nhiều cái á, nhưng nó có nhiều cái tài vật nhà cửa thì không có lo, nó có nhà đầy đủ rồi. Có điều là chị không biết là ý của hai em muốn như thế nào thì chị không biết, nhưng mà chị nhìn em gái bên đây thì cũng được. Nếu mà tụi em thấy được mấy mươi phần trăm cho nhau thì mình có thể mình cho nhau cái cơ hội để. Đúng rồi, tụi mình giờ mà kén chọn quá nữa là không có được đâu. Em gái bên đó bao nhiêu rồi? Hôm nay là sinh năm 80, bên đây là sinh năm 78. Đây 78. À, trên cách nhau 2 tuổi. Ừ đó. Dạ.
Rồi, phía bên đây, rồi, chào chị. Dạ, chào chị. Em tên là Ý Vương, em là bạn phổ thông thường, biết nhau từ 28 năm rồi. 28 năm, sao dạ. Mà để có gia đình rồi phải không? Dạ. Sao để nhỏ bạn mình chạy nhắc quà vậy chị? Bữa nay mới chịu tham gia, cổ động lắm, không có tham gia. Rồi, thế thì bữa nay nãy giờ theo dõi cặp đôi này thấy sao? Dạ, em thấy anh đây thì cũng chất phát, thật thà, dễ thương đó. Thì bữa nay là chỉ là bữa đầu gặp thì có thể là cho nhau tiếp cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ, để mà đi xa hơn. Dạ. Thật ra cũng chẳng mất mát gì, cho nhau chút thời gian không mất mát gì đâu. Chị Tường cũng thấy vậy. Bây giờ mình để mình nhận xét một con người mà ở có mấy chục phút thì nó cũng hơi, nhiều khi nó hơi bị, nó bị sai. Thôi cố gắng lên nha. Đây nha, gia đình người thân hai bên ủng hộ hai bạn. Giờ chị còn lại là của hai bạn thôi. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Dạ. Hai người nắm tay nhau qua cái trái tim này cái coi. Truyền nhau miếng điện coi có cảm xúc gì không? Nhắm mắt lại nhìn nhau, quên nhìn nhau 30 giây coi cảm nhận về nhau như thế nào. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình thật sự giờ nói thiệt lòng đi, hiện tại trong người mình đang suy nghĩ gì, mình cảm thấy như sao? Không thấy gì hết. Không có quyết định được. Mới cho nắm tay rồi mà cũng chưa có hành động nữa hả? Không, hành động là từ trái tim chứ không phải là cái thân xác. Hành động là phải từ thân xác chứ hành động sao từ không. Trái tim ông, thân xác mới hành động, còn trái tim là cảm xúc chứ trái tim hành động gì. Thôi hỏi gì kia gì nữa, hết hỏi rồi. Suy nghĩ của em nãy giờ như thế nào? Nãy giờ bị lấn áp nhiều chưa, nghe bên đây nói nhiều nè. Em cũng có nói rồi đó. Thì ảnh á, là em thường thường em thiên về những cái người mà thức chất phát thật thà thì thường thường em hay bị cái đó nó gọi là nó gây cái tình cảm cho em. Thì cho nên em nghĩ là cũng nên cho nhau một cơ hội. Giống như chị Tường đã nói thì 30 phút không có biết gì hết á. Nhiều khi sống mấy chục năm cũng không biết gì. Nhưng mà nếu như một người mà soi vào cái khuyết điểm của người khác thì không bao giờ thấy được ưu điểm. Bây giờ chỉ có mình mới hiểu được chính mình thôi. Xin mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Bấm nút là đồng ý hẹn hò, là tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Còn cảm thấy là đối tượng này không phù hợp, lòng trống không, không có chút cảm xúc gì, không thích cái người này, không bấm, đứng lên đi về, ok không? Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời hai người qua đây. Ông này chắc tôi phải lấy vợ bỏ lên giường cho ổng luôn quá. Rồi, nắm tay. Đó, tặng em món quà làm kỷ niệm của chương trình nha. Cảm ơn chị. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Hôm nay bấm nút hẹn hò, bao nhiêu người chứng kiến, nhà trai nhà gái hung một cái làm kỷ niệm. Hung chỗ nào? Tùy anh. Thằng gái anh cứ hỏi cổ chứ đâu hỏi tôi. Hồi xưa chưa người ta hung mình xong rồi mình chưa bao giờ mình hung ai. Không xin phép luôn ha, mạnh dạn tự tin. Nhớ hành động như vậy đó nghe. Có cái gì vui báo cho Cát Tường biết được không? Chừng nào mà có đám cưới nhớ báo, nhớ mời tôi nha. Ok. Cảm ơn vì đã tin tưởng Cát Tường, tin tưởng chương trình và đến tham gia chương trình. Em cảm ơn chị Cát Tường, em cảm ơn chương trình. Rồi, không được. Cô này lâm, anh chậm chậm. Cô này cô nhiều bước anh đi, thấy ổn rồi đó. Vợ chồng hạnh phúc. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ơi. Mình sẽ tạm biệt nha. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và xin mời quý vị khán giả hãy tải và cài đặt ứng dụng NetLove để được xem chương trình sớm và đầy đủ nhất. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son tinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.